Hi, mình là Quang Thanh đến từ Học viện phim Đà Nẵng. Đây là tip hướng dẫn tạo chuyển động máy quay cảnh fix giúp cho cảnh phim trở nên tự nhiên hơn. Cảnh phim gốc của mình là một cậu bé đang chơi bóng. Mình sẽ đè lên nó một cảnh quay tay đã có sẵn độ rung rất là đẹp. Chúng ta sẽ nest hai cảnh lại, chồng lên hiệu ứng ổn định hình ảnh rất là quen thuộc. Sau khi hiệu ứng hoàn tất thì các bạn sẽ vào nest, xóa đi cảnh quay tay, chừa lại cảnh fix cậu bé. Đối với hiệu ứng Warp Stabilize này thì hãy chỉnh sang chế độ No Motion và Method là Position Scale Rotation. Tiếp thứ hai là Track Mask. Chúng ta sẽ vẽ một lớp mask bọc quanh mặt của nhân vật, sau đó nhân thêm một phiên bản song song. Với phiên bản dưới, chúng ta sẽ xóa lớp mask đi để clip giữ được hình ảnh gốc. Đối với lớp mask, chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách đưa vào Fast Blur hiệu ứng nhòe. Sau khi nhìn cũng khá ổn rồi thì chúng ta sẽ thay bằng Mozaic. Đó là một hiệu ứng thường được sử dụng để che đi thông tin nhân vật đối tượng trên truyền hình. Các bạn thấy khi mà play thì hình ảnh sẽ thay đổi, còn hiệu ứng nằm nguyên ở một vị trí. Lúc này chúng ta sẽ cần buộc lớp mask và di chuyển theo vị trí di chuyển của đối tượng. Chúng ta sẽ kích hoạt tạo key, sau đó click vào nút Tracking. Phần mềm sẽ tự động phân tích và xử lý thông tin di chuyển của đối tượng. Ok, mình chỉ test với chức năng che giấu thông tin đối tượng, còn các bạn có thể sử dụng để bóp méo, làm ốm hoặc là tăng cân đối tượng cũng ok. Dĩ nhiên là nó sẽ không đẹp bằng After Effects rồi. Tiếp thứ ba, mình sẽ làm cho cảnh phim trở nên điện ảnh một chút xíu. Có rất là nhiều cách thực hiện, nhưng mình chỉ nên nêu cho các bạn cách nhanh nhất để tiết kiệm thời gian. Các bạn sẽ tạo một lớp adjustment phủ lên toàn bộ video, cho vào hiệu ứng crop, cắt trên và dưới với thông số giống nhau. Ok, đây là cách giả thông số rất là nhanh và hiệu quả. Các bạn cũng có thể cho vào bandor, hiệu ứng đóng mở theo chiều ngang hoặc là dọc tùy thích. Thực hiện rất là nhiều trên phim cưới mà không phải tạo khi rất là mất thời gian. Thì mình cho rằng đây là cách để thay đổi tỷ lệ màn hình, nó sẽ nhẹ hơn. Một mẹo nữa mà mình muốn chia sẻ thì thông thường khi mà thay đổi một vị trí cảnh phim bất kỳ, nếu các bạn di chuyển vào một đoạn hình dày đặc các cảnh quay ấy, thì nó sẽ ăn mất cảnh sau. Các bạn chỉ cần nhấn Ctrl và di chuyển, dòng thời gian sẽ tự động chừa khoảng trống để các bạn chèn hình vào. Ok, đón xem những clip sau để nắm thêm nhiều bài bạc và ủng hộ mình nhé. Bye.